tươi tắn quá. Đi nhanh cái chân lên, mưa đến nơi rồi, hở ra là xoăn với phân. Cây tốt thì phải có phân, phụ nữ muốn xinh đẹp thì phải có phần của phấn son. Mà anh vừa nhăn nhó với ai đấy? Anh lỡ lời, mình thông cảm. Vành lỗ tai banh hai lỗ nhĩ ra mà nghe đây này. Ngoan thì cái gì cũng có, nhăn nhó thì lại khó tới thân. Cơm no bò cưới lại còn thái độ. Anh biết anh sai rồi, mình có tiền nói gì cũng đúng hết. Biết thế là tốt đấy, biết điều thì chị mới thương. Cháu chào bác. Hai cô cháu vào trong nhà uống nước. Cô nào? Đây là bạn gái con. Ngao đấy hả con? Mày không bảo bà biết đâu đấy, cứ tưởng bạn của mẹ mày. Kính thưa bố, mẹ, bà, con xin giới thiệu, đây là bạn gái con Mộng Thị Đà. Có bố là giám đốc công ty Bàn Là, mẹ chuyên cung cấp thì là. Còn riêng cô ấy sở hữu cả một tập đoàn gà. Dạ, con chào mọi người. Thế tôi hỏi đằng ấy câu này chí không phải, năm nay bao nhiêu mùa su hào thối rồi? Mình buồn cười, ai lại hỏi tuổi phụ nữ? Chắc cũng chẳng nhiều tuổi lắm đâu, 49, 50 chứ mấy. Dạ, cũng tầm đấy ạ. Như thế khéo mình lại đồng niên đồng khói đấy. Thằng Ngao dạo này ăn mặn đáo đẻ. Ngao ơi, ngoài kia đẩy gái xinh mơn mởn ra thì mày không yêu, mày lại rước cái đứa bằng tuổi mẹ mày về làm mắm mà. Bà buồn cười. Con yêu cho vui kiếm tí tiền chứ có xác định lấy đâu, coi như là trao đổi. Thanh niên sức giải bãi rộng, bỏ sức khỏe ra làm lấy mà ăn, sao phải sống kiếp tầm ngửi cho nó khổ ra. Ngồi mát ăn bát vàng, tội gì mà phải vất vả bà ơi. Tình cảm là thứ thiêng liêng, đừng nên đùa cợt cũng như lấy đồng tiền ra đổi trao. Mày đừng nghĩ người ta là gà, khéo mày lại là thóc đấy. Chàng ơi, lấy nước rửa chân cho em, nhanh lên. Có ngay bé ơi, đợi tí nhé. Sư bố nhà anh vào đây tôi bảo đây. Bố mẹ đẻ mày ra, mày chưa hầu được ngày nào. Giờ nó ném cho mấy đồng, gọi dạ bảo vâng, nhục lắm con à. Muốn có tiền thì phải thế thôi chứ làm thế nào được. Danh dự phẩm giá, tiền không mua được đâu con ơi. Đây, của mình đây, rửa đi cho mát. Nhất mình đấy. Này, sướng nhá. Baby của em à, chiều em về với anh nhá. Em thương, em thương. Cô vừa nói chuyện với ai mà mùi mẫn thế? Hàng mới về, 6 múi đẹp dai, chắc tình mình cũng đến lúc bái bai rồi anh à. Thì hóa ra lâu nay cô xem tôi như trò chơi. Phục vụ tôi, được ăn không ngồi rồi, ăn xôi rồi nằm còn gì nữa. Cứ tưởng người ta là gà, hóa ra mình lại là thóc. Hả?
Đi mua chí khôn đi.